Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam chúng ta đã được chứng kiến sự xuất hiện của tàu chiến rất nhiều quốc gia trên thế giới tại Biển Đông. Tất cả đều hướng về mục tiêu chung, đó là răn đe Trung Quốc trước những động thái bành trướng của mình. Bên cạnh đó còn khẳng định tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế. Điều này cho thấy vấn đề tranh chấp Biển Đông đã chính thức quốc tế hóa, không chỉ là vấn đề giữa Trung Quốc với các bên tranh chấp trực tiếp, mà nó còn trở thành một vấn đề an ninh quốc tế, nơi mà nhiều nơi trên thế giới đều có lợi ích. Liệu có không sự tái hiện của thời kỳ bát quốc liên quân chống lại Trung Quốc? Việt Nam trong bối cảnh này có ảnh hưởng gì không? Và nước ta sẽ đi theo hướng như thế nào là phù hợp? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, nhắc đến sự xuất hiện của các quốc gia có mặt trên Biển Đông, đầu tiên chắc chắn phải nhắc đến Hoa Kỳ. Ngay từ năm 2018, Hải quân nước này đã thường xuyên tuần tra vì tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Gần đây nhất vừa qua, Mỹ lại tiếp tục điều động nhóm tác chiến sẵn sàng đổ bộ USS Mackin Island và nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt phối hợp hoạt động viễn chinh. Còn với các quốc gia châu Âu, từ đầu năm nay, tàu hộ vệ trinh sát Pioneer lớp Flavio của Hải quân Pháp đã khởi hành từ Haiti đến thăm Cam Ranh của Việt Nam. Tiếp theo là cuộc tuần tra của tàu ngầm tấn công hạt nhân Sna Emerald và BSA Mene. Tàu hộ tống sơ cấp và tàu Tornado đổ bộ của Pháp cũng đã hai lần đi qua Biển Đông, tham gia tập trận với Mỹ và Nhật Bản ở khu vực Thái Bình Dương trong tháng sau. Tiếp theo sau đó, Anh đã gửi tàu sân bay Queen Elizabeth tàu chiến lớn nhất tới khu vực Nam Biển Đông, tham gia tập trận với ba tàu chiến của Singapore. Queen Elizabeth sẽ đi qua Biển Đông để đến Nhật Bản vào tháng 9, tham gia các cuộc tập trận chung với Hải quân Mỹ, Nhật, Úc và Hà Lan. Bên cạnh đó, quốc gia này cũng thông báo sẽ triển khai đồn trú tưởng chừng hai tàu chiến đi qua Biển Đông và các vùng biển xung quanh Nhật Bản kể từ cuối năm nay. Lần đầu tiên sau 2 năm, tàu khu trục Bayern của Hải quân Đức đã bắt đầu khởi hành trong chuyến đi kéo dài 7 tháng, dự kiến sẽ đi qua Biển Đông, ghé thăm các quốc gia Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam vào tháng 12 tới. Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố rõ ràng về mục tiêu của hành trình là bảo vệ quyền tự do hàng hải, an ninh ở Biển Đông, trên tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế trên biển. Hải quân Đức cũng đồng thời cho biết, cùng với các đồng minh của mình, Đức muốn sự hiện diện nhiều hơn tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cùng với đó, Ấn Độ cũng tuyên bố một lực lượng đặc nhiệm 4 tàu chiến sẽ tới Biển Đông, triển khai nhiệm vụ kéo dài 2 tháng. Trước đó sẽ tham gia cuộc thi tập trận Hải quân Malabar 2021 với các nước trong nhóm bộ tứ ở phía Tây Thái Bình Dương, đồng thời tham gia các cuộc diễn tập song phương với Hải quân các nước Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines và Úc. Những thông tin này khiến chúng ta hình dung ngay đến rằng có sự liên kết nào đó giữa các quốc gia trên. Điều này thì không chắc, thế nhưng có thể khẳng định rằng họ có chung quan điểm về tự do hàng hải, về luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Bên cạnh đó, họ tìm thấy sự sâu trùng về mặt lợi ích giữa chính sách của mình với Mỹ, cũng như với các đối tác trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, cũng không thể kể đến sự khác biệt giữa Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khác, kể cả Nhật Bản, về cách hiện diện trên Biển Đông. Những gì mà Mỹ đã và đang làm đó là tiến hành tuần tra vì tự do hàng hải. Trong khi đó, những nước khác chỉ là có sự hiện diện trong vùng biển này. Sự khác biệt cơ bản nữa, đó là Mỹ mạnh mẽ thách thức Trung Quốc trong vùng 12 hải lý, quanh các thực thể do Trung Quốc kiểm soát, các đảo nhân tạo tại Trường Sa được xây dựng dưới thời ông Tập Cận Bình. Trong khi đó, các nước khác chỉ hoạt động trong vùng biển quốc tế mà hoàn toàn không đi vào khu vực 12 hải lý này, dù cho không có bất kỳ định nghĩa pháp lý nào về khu vực này cả. Như vậy, có một chút khác biệt giữa cách tiếp cận của các quốc gia Mỹ mang vẻ khiêu khích hơn. Các nước khác đơn giản hiện diện là để nhắn với Trung Quốc, cũng như các quốc gia trong khu vực rằng họ có mặt để bảo vệ luật biển và ủng hộ tự do hàng hải. Động thái này diễn ra khi mà sự bành trướng của Bắc Kinh ngày càng hung hăng hơn bao giờ hết trong vấn đề Biển Đông, buộc các quốc gia trên phải đưa ra các chiến lược đối với Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo đó, Pháp là quốc gia công bố bản chiến lược sớm nhất, mô tả Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là trung tâm của các thách thức toàn cầu đặc trưng bởi những căng thẳng, khủng hoảng và sự quyết đoán mới của Bắc Kinh. Liên tiếp sau đó, Đức đưa ra bản báo cáo mang tên định hướng đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, sau đó là Hà Lan và quốc gia cuối cùng là Anh, đưa ra chiến lược nước Anh toàn cầu, trong đó hướng về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương dường như là một trọng tâm mới. Chiến lược của các nước châu Âu đều có điểm chung là đề cập đến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương như một trung tâm địa chính trị mới, trong bối cảnh khi mà quyền lực đang được dịch chuyển dần từ Tây sang Đông, tăng cường mối quan hệ với các nước trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là một lựa chọn tất yếu của châu Âu để bảo vệ quyền lợi của mình, xác định rõ Trung Quốc vừa là đối tác trong hợp tác kinh tế, vừa là đối thủ khi mà quốc gia này liên tục bành trướng.
vi phạm luật quốc tế và phá vỡ trật tự của hệ thống thế giới. Các lãnh đạo châu Âu thay đổi tư duy chiến lược, tiếp cận toàn diện hơn, trong đó sức mạnh mềm và sức mạnh kinh tế là chưa đủ, phải kết hợp cả sức mạnh cứng trong chương trình nghị sự của mình. Điều đó cũng cho thấy sự phối hợp ngày càng gia tăng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu trong nỗ lực kiềm chế tham vọng địa chính trị của Trung Quốc, đặc biệt nhấn mạnh, kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức vào đầu năm nay, đã coi trọng hơn tới quan hệ với các nước đồng minh, thể hiện rõ qua kết quả của hàng loạt các cuộc hội nghị thượng đỉnh như NATO, G7, Mỹ, EU vào cuối tháng 7 vừa qua. Chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ có những phản ứng quyết liệt cả về ngoại giao cũng như quân sự. Đơn cử có thể thấy, mới đây cùng thời điểm, nhóm tàu tác chiến sân bay Queen Elizabeth của Anh tiến vào Biển Đông, Trung Quốc tổ chức tập trận quân sự tại hai khu vực ở Bắc Biển Đông. Thế nhưng, thực tế cho thấy, với diễn biến hiện tại, nếu như Trung Quốc không thận trọng hơn với những quyết định hành động quân sự của mình, rất có thể lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa, thời kỳ Bát Quốc Liên Quân can thiệp vào Trung Quốc. Tương tự như thời điểm đầu thế kỷ 20 Bát Quốc Liên Quân, đây là thời điểm khi mà Từ Hy Thái Hậu vẫn còn nắm giữ quyền lực của triều đại nhà Thanh. Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn nổi lên là một nhóm người mãi võ thù ghét phương Tây, hoạt động với khẩu hiệu Phủ Thanh Diệt Dương. Họ tiến hành tàn sát dã man các vị giáo sĩ, giáo dân Thiên Chúa, công giáo trên khắp Bắc Kinh, Bắc Trung Hoa và những nơi họ đi qua. Nóng mắt trước những hành động đó, các nước phương Tây quyết định đưa ra tối hậu thư, đòi Thanh Triều phải có thái độ rõ ràng hơn với Nghĩa Hòa Đoàn. Tuy nhiên, Từ Hy Thái Hậu, người đứng đầu triều đình Mãn Thanh thời bấy giờ, lại ủng hộ Nghĩa Hòa Đoàn, cùng họ tuyên chiến với ngoại quốc. Liên quân 8 nước gồm Pháp, Anh, Đức, Mỹ, Ý, Nhật, Áo, Hung, Nga sau đó đã gửi 20.000 quân tiến vào Bắc Kinh từ tất cả các hướng và nhanh chóng bao vây Tử Cấm Thành. Từ Hy Thái Hậu sau đó đã phải bỏ trốn cùng một số quần thần, cải trang như một bà nông dân trên xe bò kéo. Kết quả liên quân 8 nước chiếm đóng Bắc Kinh trong vòng 1 năm cho đến khi ký kết hòa ước vào năm 1901. Hòa ước bao gồm các điều khoản có lợi cho phương Tây, buộc nhà Thanh phải bồi thường 450 triệu lạng bạc trong 39 năm, với mức lãi suất là 4/1 năm. Tính ra Trung Quốc phải trả 668 triệu lạng bạc từ năm 1901 cho đến năm 1939, tức là tương đương với 61 tỷ đô theo tỷ giá năm 2010. Có thể thấy thất bại năm 1900 trước liên quân 8 nước đã gây ra những hậu quả sâu rộng cả về mặt kinh tế, đồng thời trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của nhà Thanh sau đó 12 năm. Một bài học quá đắt giá dành cho Trung Quốc phải không? Hát lịch sử sẽ tiếp tục lặp lại nếu Trung Quốc vẫn ngông cuồng, hống hách cả về mặt ngoại giao, lẫn quân sự. Một chọi một vốn đã khó, nay còn nhiều quốc gia hợp lực. Một ván bài vốn đã nhìn ra được kết quả cuối cùng mễ bàng cho quốc gia hiếu chiến này. Các bạn thân mến, các bạn nghĩ sao về ý kiến này? Sau tất cả những động thái trên, liệu Trung Quốc còn dám liều lĩnh lên mặt? Comment chia sẻ quan điểm của mình ngay dưới những video này. Bạn nhớ trong diễn biến tình hình đó, Việt Nam ta là một quốc gia có tranh chấp chủ quyền trực tiếp với Trung Quốc trên Biển Đông. Động thái hiện tại có ảnh hưởng đến Việt Nam không? Và liệu nước đi nào mới là phù hợp? Thực tế, tên kênh cho rằng, sự hiện diện thường xuyên của Hải quân Mỹ và phương Tây có lợi cho quốc phòng của Việt Nam, phần nào hỗ trợ tích cực cho Việt Nam trong vấn đề tranh chấp chủ quyền. Bởi lẽ, động thái này đã ngăn Trung Quốc đi xa hơn trong hoạt động kiểm soát Biển Đông. Thay vào đó, họ buộc phải tập trung nhiều vào sự xuất hiện của hải quân các nước nằm ngoài khu vực. Như vậy, chắc chắn những động thái bành trướng ngang ngược sẽ được giảm bớt hơn nữa. Đối với Việt Nam, một quốc gia đang cần bảo vệ lợi ích của mình trước xung đột chủ quyền với Trung Quốc, có thể nhân cơ hội này, tận dụng để mở rộng, nâng tầm mối quan hệ với các quốc gia châu Âu, tranh thủ sự hợp tác quốc tế. Từ đó chắc chắn sẽ dễ dàng hơn trong chiến lược hiện đại hóa quân đội nước nhà. Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy, việc Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận cho phép Hà Nội đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí, có nhiều cuộc trao đổi ngoại giao và quân sự hơn, mở rộng tiềm năng hợp tác với nhiều nước khác, tín hiệu vô cùng đáng mừng phải không hát? Một đội quân tinh nhuệ thiện chiến, cùng hệ thống trang thiết bị, vũ khí uy lực, cùng những kỹ năng tác chiến được tích lũy từ những bài học trong quá khứ, chắc chắn hệ thống an ninh quốc phòng sẽ được gia tăng đáng kể, góp phần không nhỏ trong quá trình giữ gìn chủ quyền đất nước nói chung, cũng như bảo vệ lãnh hải nói riêng. Chưa kể đến những mối quan hệ tốt đẹp đó, sẽ là tiền đề để chúng ta có được sự ủng hộ từ công luận thế giới. Điều mà vốn dĩ Việt Nam đã làm được rất tốt từ trước đến nay, sự tin cậy tín nhiệm càng nhiều, sự ủng hộ càng cao. Đó là một chân lý khó lòng thay đổi được tựu chung lại Việt Nam chúng ta cần làm ngay lúc này, đó là giữ vững lập trường chống lại Trung Quốc, tranh thủ sự hợp tác quốc tế, tích cực xây dựng quân đội hùng mạnh, cả về mặt con người và trang vũ khí, thiết bị, trên tinh thần hợp tác phát triển. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đảm bảo đi theo đúng tiêu chí 4.0, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Theo China Weather Network, vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày thứ Hai, bão Talim đã đổ bộ vào bờ biển đảo Nam Tam, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, với cấp độ bão cuồng phong và trở thành cơn đổ bộ đầu tiên vào Trung Quốc trong năm nay. Cơn bão đã phá vỡ thời kỳ chống bão ở Trung Quốc trong hơn một tháng chỉ bằng một cú xả xuống. Bị ảnh hưởng bởi Talim, mưa lớn đổ xuống tận Trấn Giang, Giang Tô và một số con đường trong khu vực đô thị bị ngập nước nghiêm trọng. Khi Talim đổ bộ, lực gió lớn nhất ở gần trung tâm là 13,38 m/s và áp suất không khí tối thiểu ở trung tâm là 965 HPA. Nhấp Cao Trần, một kỹ sư cao cấp tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Biển và Bão của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, đặc điểm chính của cơn bão đổ bộ này là sự mạnh lên của gió ở khu vực ngoài khơi và đổ bộ vào đất liền với cường độ đạt cực đại. Tuy nhiên, sau khi Talim đổ bộ, sức mạnh của nó sẽ nhanh chóng suy giảm và tác động của gió và mưa cũng sẽ yếu đi theo. Khi Talim di chuyển về phía Tây và phía Bắc sau khi đổ bộ, khu vực mưa sẽ dần dần di chuyển về phía Tây đến tận phía Đông Vân Nam. Vì vậy, nói một cách tương đối, phạm vi ảnh hưởng của các trận mưa tiếp theo rộng hơn phạm vi ảnh hưởng của gió mạnh. Dự kiến, sau khi đổ bộ Talim, nó sẽ di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và có thể đổ bộ trở lại bờ biển Quảng Tây. Đài khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam và cảnh báo mưa dông màu vàng vào lúc 18 giờ. Dự báo có mưa to đến rất to ở một số khu vực thuộc Quảng Đông, Quảng Tây, phần lớn đảo Hải Nam, Đông Nam Phúc Kiến, Nam Hồ Nam, Đông Nam Quý Châu, trong đó Tây Nam Quảng Đông, Nam Quảng Tây và Bắc đảo Hải Nam có mưa dông ở một số khu vực, các nơi khác cục bộ có mưa dông rất to. Bị ảnh hưởng bởi Talim, mưa lớn xảy ra ở một số khu vực ở Già Sơn, Chiết Giang, nhiều tuyến đường bị tốc mái, người đi bộ bị mắc kẹt trên đường. Ngành vận tải biển, đường sắt và các ngành khác dọc theo bờ biển Nam Trung Quốc đã kịp thời có biện pháp đình chỉ hoạt động. Nhiều danh lam thắng cảnh tạm thời đóng cửa, trong số đó tất cả các tuyến từ Quảng Tây, Bắc Hải đến đảo Vi Châu đã bị đình chỉ và đảo Vi Châu đã sơ tán khoảng 18.800 hành khách kể từ ngày 16. Ngoài ra, cung điện Tiahu Nansan Quảng Châu, công viên bờ biển Namesa Thâm Quyến, vịnh Rùa Huệ Châu, bãi biển đầu tiên của Trung Quốc Mao Ninh và nhiều danh lam thắng cảnh khác đã ban hành thông báo đóng cửa tạm thời và thời gian phục hồi sẽ được xác định. Theo mạng thời tiết Trung Quốc, là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay, sự xuất hiện của Talim có thể được mô tả là quá muộn. Tổng hợp dữ liệu lớn về các cơn bão từ năm 1949 đến năm 2022 cho thấy cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc hầu hết là từ tháng 7 đến tháng 8. Số lần đổ bộ nhiều nhất vào cuối tháng 7. Thời gian đổ bộ của Talim là muộn hơn trung bình khoảng 20 ngày so với thời gian bão trung bình đầu năm. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão Talim, Quảng Đông và các khu vực ven biển phía Tây Quảng Đông đã có gió và mưa lớn trong 2 ngày qua. Theo phương tiện truyền thông trong nước Xiaoxiang Morning News, một nhóm du khách từ Thâm Quyến đến Đông Quản để chơi và gặp phải một cơn bão mạnh sau khi xuống xe. Một nhóm người không thể nhúc nhích dù chỉ một tấc, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất cầm ô ước chừng 10 phút. Video cho thấy cảnh tượng rất xấu hổ. Người quay video cho biết thời điểm cả nhóm xuống xe trời quang mây tạnh, sau đó trời mưa to khoảng 10 phút. Cuối cùng, cả người ướt sũng. Sau khi tạnh mưa, họ ngồi trên đường và xoắn quần áo của họ. Một số cư dân mạng cười và nói rằng mục đích chính là làm bạn đồng hành, cùng nhau bị ướt và cầm ô chỉ là tôn trọng mưa. Một số cư dân mạng còn cho rằng trời mưa nhẹ thì không cần dùng ô, nhưng mưa to thì vô dụng. Theo các quan chức thành phố Đông Quan cho biết trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão Talim, gió giật ở Đông Quan tăng dần lên cấp 7 đến cấp 8 và cấp 9 đến cấp 10 ở khu vực ven biển và cao nguyên. Từ ngày 16 đến ngày 18 có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ, quá trình mưa kèm theo dông vẫn có mưa rào phổ biến. Từ chiều ngày 16 tháng 8, dọc bờ biển Đông Quan sẽ xuất hiện chiều cường cao từ 60 đến 150 cm, nước thiên văn dâng cao. Một số trạm thủy triều ở Đông Quan có thể có mức nước siêu cảnh báo trong ngày 17 tháng 8. Bị ảnh hưởng bởi Talim, nhiều nơi ở Trung Quốc sẽ có mưa lớn, thậm chí mưa rất to. Các sông chính ở 4 tỉnh gồm Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam sẽ bị lũ lụt. Trong số đó, sông Nan Du ở Hải Nam và Tả Giang, Nam Lưu Giang, sông Bắc Luân, sông Phòng Thành và các con sông khác ở Quảng Tây có thể bị lũ trên mức cảnh báo. Vào lúc 8 giờ tối ngày 16 tháng 8, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Châu Giang đã nâng mức ứng phó khẩn cấp cấp 4 lên cấp 3 để kiểm soát lũ lụt và phòng chống bão.
và Ủy ban sông Châu Giang đồng thời nâng mức ứng phó khẩn cấp cấp 4 lên cấp 3 để đề phòng chống lũ lụt. Dự kiến trong ngày 17 tháng 8, ở khu vực phía Bắc Biển Đông sẽ xuất hiện sóng động cao từ 6 đến 9 mét. Ở eo biển Basi và khu vực trung tâm Biển Đông sẽ xuất hiện sóng động cao từ 2,5 đến 4 mét. Mức cảnh báo sóng ở vùng biển ngoài khơi Biển Đông là màu cam. Ngoài ra sẽ có sóng lớn từ 3 đến 5 mét, sóng cực lớn ở vùng biển ven bờ Quảng Đông. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở rằng các tàu thuyền đi lại trong vùng biển có liên quan của Biển Đông cần chú ý tránh khu vực bị ảnh hưởng bởi bão và các nhà khai thác đường biển phải sơ tán kịp thời trước bão. Tất cả các địa phương cần chú ý phòng chống úng ngập đô thị và nông thôn, lũ lụt trên núi và các tai biến địa chất do mưa lớn gây ra, đồng thời tăng cường điều tra các mối nguy hiểm tiềm ẩn như đập hồ chứa, kè sông, mương. Thưa quý vị, các trận mưa lớn kéo dài buộc hàng trăm chuyến bay và tàu ở Bắc Kinh, Trung Quốc phải hủy chuyến. Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi các quan chức chính phủ hàng đầu sẵn sàng cứu hộ và kiểm soát lũ lụt. Chính quyền Bắc Kinh đã cho ban hành cảnh báo cam, mức thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 cấp độ của Trung Quốc về tình hình mưa lớn kéo dài gây lũ lụt trên diện rộng. Tình trạng này có thể kéo dài với một số khu vực đạt lượng mưa khoảng 100mm. Hơn 200 chuyến bay bị hủy tại sân bay quốc tế ở Bắc Kinh, một số ít ga tàu điện ngầm cũng bị đóng cửa. Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy xe cộ di chuyển chậm chạp qua dòng nước ngập gần đến nửa thân xe. Vài dịch vụ đường sắt cao tốc bị tạm hoãn. Cũng theo Tân Hoa Xã, đã có 13 người thiệt mạng và 62 người mất tích trong bối cảnh miền Bắc và Tây Bắc Trung Quốc mưa lớn. Ngoài ra, số liệu từ Bộ các vấn đề dân sự Trung Quốc xác nhận 24 người ở các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam và Thiểm Tây đã tử vong. Trong đó, tỉnh Hà Bắc thiệt hại nặng nhất, 14 người chết và 72 người mất tích. Một số ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh ngập nặng. Đường hầm nằm kế ga Tây Bắc Kinh bị ngập. Người dân thủ đô Trung Quốc đang hứng chịu những cơn mưa nặng hạt kéo dài. Hơn 120.000 người dân sống tại địa bàn tỉnh này đã được sơ tán. Khoảng 7.000 ngôi nhà bị phá hủy. Giao thông, điện và thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn. Mùa hè ở Trung Quốc thường đi kèm mưa to và bão lớn. Năm 2022, Bắc Kinh hứng chịu những cơn mưa nặng nề nhất trong 60 năm trở lại đây, giết chết ít nhất 80 người. Kính thưa quý vị, hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino tương tự những năm 1997-1998 có thể khiến Trung Quốc hứng chịu trận lụt nghiêm trọng bắt nguồn từ sông Dương Tử và hai tuyến đường thủy chính ở đông bắc nước này vào mùa hè tới. Các nhà khoa học Trung Quốc dự đoán lũ lụt sẽ tràn vào cả Hồng Kông và Macau. Tổng thư ký Ủy ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia kiêm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước, ông Lưu Ninh cho biết rất có thể sông Dương Tử sẽ ngập lụt nặng ở vùng Trung Lưu và Hạ Lưu trong năm nay. Tân Hoa Xã dẫn lời quan chức này cảnh báo mùa lũ đã bắt đầu sớm hơn so với mọi năm. Cũng theo ông Lưu, Trung Quốc nhiều khả năng phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan do hiệu ứng El Nino xảy ra vào năm ngoái. Vào tháng 6 vừa qua, lượng mưa ở sông Dương Tử được dự báo sẽ tăng 10-50% so với các năm trước. Một số nhánh sông ở vùng Hạ Lưu có thể tăng 20-50% so với lượng mưa trung bình năm. Trong khi đó, dự kiến từ tháng 6 đến tháng 8, toàn bộ sông Dương Tử có lượng mưa tăng thêm 50%, riêng khu vực Trung Lưu tăng 50-80%. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, các tỉnh thuộc đồng bằng sông Dương Tử cung cấp khoảng 60% lượng gạo, 1/5 lượng bông cho toàn Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu lũ lụt quá nghiêm trọng, Trung Quốc nhiều khả năng phải nhập khẩu gạo từ các nhà xuất khẩu lớn của châu Á như Thái Lan, Việt Nam và có thể là Ấn Độ. Cách đây một tuần, các tỉnh phía Nam Trung Quốc bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây và Phúc Kiến hứng chịu trận mưa lớn khiến mực nước ở nhiều con sông tăng lên mức báo động. Cơ quan Phòng chống lụt bão quốc gia đã điều động 4 lực lượng đặc biệt tới cứu hộ tại các tỉnh này. Vào thời điểm đó, mực nước sông Gan, một nhánh sông Dương Tử ở Giang Tây cao hơn mức giới hạn an toàn 2,52 mét. Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã kêu gọi giới chức địa phương các cấp đề ra biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Miền Nam Trung Quốc bị ngập lụt hoàn toàn, các ngôi làng ở Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông và các tỉnh, thành phố khác chìm trong nước, đường thành sông, xe cộ ngập trong nước, mưa lớn khiến nhiều tỉnh thành miền Nam Trung Quốc vỡ đê sông, gây lũ lụt, sạt lở đường, mất mùa màng, người dân địa phương bị thiệt hại nặng nề. Đồng thời, nhiều nơi thường xuyên xảy ra tình trạng hỗn loạn. Để hợp tác với người dân trả rừng làm nương, chính quyền một số địa phương nhất quyết dùng thanh thép để sâu đá tạo cảnh quan thu hoạch lớn. Tại vùng Nam Bộ ngập hoàn toàn, mưa lớn lại tiếp diễn ở nhiều nơi. Theo các bản tin của CCTV, thảm họa do mưa lớn từ lúc 16 giờ tại 7 quận và thành phố ở tỉnh Giang Tây, thành phố Phúc Châu, thành phố Tây An, thành phố Nghi Xuân, thành phố Tân Dư, thành phố Bình Hương, thành phố Thượng Nhiêu, thành phố Cám Châu,
có 497.000 người bị ảnh hưởng. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng tại địa phương lên tới 67,7 nghìn hecta với 1,1 nghìn hecta hoa màu bị mất trắng. Tính đến thời điểm hiện tại, trận mưa lớn đã khiến 44 hộ dân và 17 ngôi nhà ở Giang Tây bị sập. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 520 triệu nhân dân tệ. Vẫn cần thống kê thêm về tình hình thiên tai. Kể từ tháng 7, các ngôi làng ở Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông và các tỉnh khác đã bị lũ nhấn chìm, đường xá trở thành sông và các phương tiện bị ngập trong nước. Ngoài Giang Tây, nhiều nơi ở Hồ Nam cũng xảy ra mưa lớn, mực nước sông ở một số khu vực dâng cao chóng mặt, sạt lở đất cục bộ cũng xảy ra. Hồ Bắc cũng đưa ra cảnh báo mưa lớn trong những ngày gần đây. Nghi Sương và những nơi khác đã phải hứng chịu tác động kép của mưa lớn và mưa đá cùng một lúc. Tại Tuần Nghĩa, Quý Châu, dông lốc và mưa đá thay nhau gây thiệt hại về hoa màu và phương tiện. Hạt mưa đá lớn nhất có đường kính khoảng 40mm, phá kỷ lục về đường kính hạt mưa đá của năm nay. Tại thành phố Thiệu Vũ, Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, do mưa lớn liên tục trong nhiều ngày nên một số khu vực nội thành bị ngập lụt, một số đoạn đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông, dân làng phải gấp rút sửa chữa dưới trời mưa. Một số diện tích đất canh tác cũng bị ngập lụt và nông dân bị thiệt hại nặng nề. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của thành phố đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 đối với bão và lũ lụt. Ngoài ra, mưa lớn cũng xảy ra ở nhiều nơi tại Quảng Đông. Trong số đó, mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở nhiều thị trấn ở quận Công Hứa, thành phố Quảng Châu. Lượng mưa lên tới hơn 80mm trong một giờ, kèm theo mưa có gió mạnh cấp 8 đến cấp 9. Tương tự, thành phố Thanh Nguyên cũng hứng chịu lượng mưa lớn. Tại thị trấn Cảnh Đầu, huyện Phô Gang, cơ quan khí tượng đã theo dõi lượng mưa tích lũy gần 90mm trong một giờ. Khu vực địa phương đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Lượng mưa khiến mực nước sông dâng cao và xuất hiện những khu vực sạt lở đất nhỏ trên một số tuyến quốc lộ. Quảng Đông bị mưa lớn và bão tấn công, các khu đô thị Thâm Quyến, Đông Quản, Dương Giang bị thiệt hại nặng nề. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc, từ ngày 18 đến ngày 19 vẫn có mưa to đến rất to ở một số khu vực phía Nam Quảng Tây, Tây Nam Quảng Đông và đảo Hải Nam. Có nơi mưa to đến rất to ở Bắc Trung Bộ Quảng Tây và Bắc Quảng Đông. Thưa quý vị, Trung Quốc đại lục đã bước vào mùa lũ. Các thảm họa như lở đất và lũ quét liên tục được báo cáo ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử kể từ đầu tháng này. Sau trận lở đất ở Trùng Khánh khiến 20 người thiệt mạng, thiên tai cũng được báo cáo ở Hồ Bắc nhưng có rất ít báo cáo ở đại lục. Trong trận lở đất ở vùng núi Hồ Bắc có 9 người mất tích, dựa trên các báo cáo của phương tiện truyền thông đại lục. Vào khoảng 16 giờ chiều, theo giờ địa phương, một trận lở đất đã xảy ra trên đỉnh núi ở thôn Nhạc Sơn, thị trấn Trường Lệ Bình, huyện tự trị Ngô Phong Thổ Gia, thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc. Theo các quan chức, trận lở đất ở làng Nhạc Sơn trượt về phía một công trường xây dựng ở giữa đường cao tốc Nhất Du – Lai Phong, gây thương tích và mất liên lạc. Trong số 5 người bị mắc kẹt được giải cứu thì có một người bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu, 4 người còn lại không nguy hiểm đến tính mạng, 9 người mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Theo phản ánh, trên địa bàn có 17 người dân thuộc 8 hộ gia đình. Kể từ tháng 7, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Nam và lưu vực sông Châu Giang ở Trung Quốc đại lục đã hứng chịu lượng mưa lớn gây ra các thảm họa như lở đất và lũ quét. Tân Hoa Xã ngày 15 tháng 8 đăng tải thông tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ban hành chỉ thị quan trọng về công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai, nhấn mạnh các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ toàn diện. Ông Tập Cận Bình cho biết, những ngày gần đây, Trùng Khánh và những nơi khác có mưa lớn, một số con sông có lũ trên mức cảnh báo, gây ra các thảm họa địa chất như lũ quét và lở đất, gây thương vong nặng nề và thiệt hại về tài sản. Theo hội nghị chuyên đề về giữa mùa hè vào tháng 7 và tháng 8, do Trung tâm Khí hậu của Tổng cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tổ chức gần đây, người ta ước tính rằng khí hậu giữa mùa hè ở đại lục năm nay sẽ bình thường trở nên sai lệch với nhiều hiện tượng thời tiết và khí hậu khắc nghiệt hơn, mưa lớn định kỳ, mưa lớn và lũ lụt, nhiệt độ cao và các đợt nắng nóng và các thiên tai. Cuộc họp cũng dự đoán rằng lưu vực sông Tống Hoa, lưu vực sông Liêu Hà, phía đông lưu vực sông Hoài Hà, hạ lưu vực sông Dương Tử, lưu vực Thái Hồ và lưu vực sông Châu Giang sẽ có lượng mưa nhiều hơn khoảng 20% trong mùa hè này so với cùng kỳ các năm bình thường có thể xảy ra lũ lớn. Theo tin tức của CCTV, mưa ở Trùng Khánh đã gây ra thảm họa ở 36 thị trấn, làng mạc và đường phố bao gồm Ngô Kiều, Trường Lăng, Bạch Dương ở quận Vạn Châu khiến gần 20 người chết và 5 người mất tích do thiên tai. Cục Thủy lợi thành phố Trùng Khánh cho biết Trùng Khánh có lượng mưa lớn nhất trong mùa lũ năm nay trong những ngày gần đây. Đến 8 giờ, mực nước của 11 con sông đã vượt mức nước cảnh báo và vượt ngưỡng đảm bảo. Hiện nay, mực nước đã xuống dưới mức nước cảnh báo. Trước đó, nhiều con sông ở Trùng Khánh, Giang Tân, Kỳ Giang, Phượng Kiệt, Vạn Châu và những nơi khác đã trải qua lũ lụt siêu báo động và đảm bảo an toàn.
khi có tin lũ lụt số 1 trên sông Kỳ Giang vào năm 2023 đã hình thành, gây ra lũ lụt và thảm họa địa chất xảy ra ở quận Vạn Châu của Trùng Khánh và sự sập đổ quy mô lớn của các sườn dốc xảy ra ở hai đoạn đường ở quận Bắc Kinh. Cục Quản lý Khẩn cấp quận Vạn Châu của thành phố Trùng Khánh cho biết, quận Vạn Châu đã hứng chịu mưa lớn. Tính đến 10 giờ sáng, mưa đã gây ra lũ lụt và lở đất ở 36 thị trấn, làng mạc và đường phố ở quận Vạn Châu, bao gồm Ngô Kiều, Trường Lăng, Bạch Dương. Có khoảng 37.226 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 11.578 người được di chuyển đi tránh nạn khẩn cấp và 779 người được chuyển đi tái định cư khẩn cấp, gần 20 người chết do thiên tai và 5 người mất tích. Đồng thời, trận lũ tại huyện Vạn Châu, Trùng Khánh cũng đã khiến 1.949,96 hecta hoa màu bị ảnh hưởng và 138 ngôi nhà của 50 hộ dân bị sập. Ngoài ra, Tứ Xuyên, Hồ Nam và lưu vực sông Châu Giang cũng có mưa lớn trong những ngày gần đây. Thưa quý vị, người dân Trung Quốc khốn khổ trong thảm cảnh mưa lũ. Hàng loạt ngôi làng ở Hà Nam, Trung Quốc vẫn đang bị cô lập trong biển nước vì trận lũ lụt kinh hoàng nghìn năm có một và hàng nghìn người dân vẫn mòn mỏi chờ giải cứu. Trương Văn ngồi trên nóc nhà ôm hai con nhỏ, nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ ngôi làng và Trương Văn quyết định sẽ bơi ra ngoài. Người dân ở làng Hạ Nguyên thuộc quận Vệ Huệ, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam đang trông đợi mòn mỏi để được giải cứu sau khi trận lũ lịch sử quét qua tỉnh này. 56 người đã thiệt mạng và ngôi làng trên gần như đã bị cô lập với thế giới bên ngoài vì biển nước. Trương Văn đã bơi được ra bên ngoài ngôi làng, trên người mặc đúng một chiếc quần. Anh lấy những gói mì tôm mà một người họ hàng mang đến tiếp tế và bắt đầu ăn chúng. Đấy là bữa ăn đầu tiên của anh trong 2 ngày. Tôi muốn tìm một cái thuyền kayak và trở về nhà để đón gia đình tôi, Trương Văn nói. Con đường duy nhất dẫn tới làng Hạ Nguyên đã ngập trong nước lũ cao quá đầu Trương Văn. Đội cứu hộ chưa thể đưa hết mọi người ra bên ngoài vì họ mới vừa tiếp cận được ngôi làng. Nhiều người vẫn còn cảm thấy đầy hoảng loạn. Do nguồn lực cứu hộ còn hạn chế, xe tải và thuyền kayak đã được triển khai để đưa trẻ con và người lớn tuổi ra trước. Và hàng nghìn người dân làng kiệt quệ vì trận lũ phải tiếp tục ngồi chờ. Cảnh tượng như ở làng Hạ Nguyên đã xuất hiện ở nhiều khu vực khác ở Hà Nam sau trận mưa lụt kinh hoàng tuần này. Ít nhất 7 hồ chứa bị tràn, nước chảy ra khỏi các kênh thủy lợi đổ tới sông Ngụy, nhấn chìm các ngôi làng ở Hạ Lưu. Trước khi trận lũ kinh hoàng xuất hiện, đồng Trường Vân chưa bao giờ nghĩ rằng mưa sẽ đẩy cô rơi vào tình huống sinh tử. Căn nhà một tầng của cô ở làng Nam Quan Dinh, quận Hồi Huệ, cách Tân Hương 26 km, được bao quanh bởi các khu đất nông nghiệp chuyên để canh tác. Tuy nhiên, người phụ nữ 34 tuổi và con trai 1 tuổi không thể ngủ vì nghe thấy tiếng mưa rất lớn. Cô cũng chăm chú lắng nghe tín hiệu cảnh báo từ chính quyền địa phương thông qua loa phóng thanh. Vào 3 giờ sáng, nước bắt đầu tràn vào nhà đồng và nhanh chóng ngập lên mắt cá chân. 3 giờ đồng hồ sau, khi cô và chồng bế con thoát ra ngoài, ngôi làng quen thuộc trước mắt trở thành cảnh tượng đáng sợ. Nước ngập tới hông tôi phải đưa con tới nhà người họ hàng có nhà 2 tầng. Đó là cách duy nhất con được an toàn. Tôi mất cả giờ đồng hồ để đi quãng đường 200m ra khỏi làng. Thông thường tôi chỉ mất vài phút. Đồng Trường Vân kể lại, Tân Hương ghi nhận lượng mưa 907mm, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Với lượng mưa trút xuống trong 1 giờ đồng hồ đạt đỉnh là 149,9mm. Với nguồn cứu hộ còn hạn chế, trẻ nhỏ và người cao tuổi được ưu tiên. Vì vậy, nhiều người phải trèo lên mái nhà để ngồi chờ sự trợ giúp. Đồng ước tính khoảng 2.000 người đã bị kẹt lại trong làng Nam Quan Dinh, ngôi làng chưa bao giờ bị ngập và người dân không thể ngờ tới diễn biến này sẽ xảy ra. Trận lũ lịch sử nghìn năm có một ở Hà Nam đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới 3 triệu người khi các thành phố làng mạc bị ngập trong nước, đường xá bị phá hủy và lở đất xảy ra. Khi trả lời phỏng vấn SCMP, đồng Trường Vân đã đứng hàng giờ đồng hồ trên con đường gần làng cô, nơi nó đã biến thành một hòn đảo bị cô lập vì nước lũ. Vân chưa ăn uống bất cứ thứ gì trong nhiều giờ, tuy nhiên đồng Trường Vân vẫn may mắn vì gia đình chị vẫn an toàn. Nhiều người đã mất liên lạc trong trận lũ kinh hoàng. Một cư dân tên Kinh Tử cho biết, ông bà của cô và những người sống tại quận Phong Quan của Tân Hương đã bị mắc kẹt trong nhà và chưa có tin tức gì. Gần đây, nhiều nơi ở Trung Quốc đại lục đã xảy ra mưa bão cực lớn và sấm sét vào ngày 16 tháng 8 và nhiều người đã được đánh thức. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão Tali, Thâm Quyến, Quảng Đông, học sinh sẽ phải nghỉ học và các nhà máy tạm dừng hoạt động. Có 1.797 tia sét ở Phúc Châu trong vòng vài giờ và Đài quan sát khí tượng Phúc Châu đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ và cảnh báo sét màu vàng. Theo tin tức từ phương tiện truyền thông đại lục vào ngày 16 tháng 8, đêm ngày 15 tháng 8 và sáng ngày 16 tháng 8 ở Phúc Châu có sấm sét và mưa lớn, nhiều người bị đánh thức vào sáng sớm. Từ 0 giờ đến sáng, 1.797 tia sét đã xảy ra ở Phúc Châu.
theo tin tức khí tượng Phúc Châu do ảnh hưởng của hoàn lưu ngoại vi bão Tali. Ở Phúc Châu có lượng mưa lớn ổn định và ít di chuyển, lượng mưa lớn vào giờ làm việc buổi sáng ngày 16 tháng 8. Đài quan sát khí tượng Phúc Châu đã khẩn trương đưa ra hai tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ liên tiếp, một vào lúc 5 giờ 31 phút ngày 16 tháng 8, một vào lúc 7 giờ 04 phút. Cảnh báo đỏ thứ hai cho biết trong 6 giờ qua, lượng mưa ở thị trấn Hoàn Tây, Tây An từ 40mm đến 298,1mm và lượng mưa lớn cục bộ vượt quá 40mm. Chú ý đề phòng các thiên tai thứ cấp như ngập úng đô thị và nông thôn. Sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Lượng mưa thực tế ở Phúc Châu cao hơn nhiều so với cảnh báo 40mm. Tính đến 7 giờ ngày 16 tháng 8, lượng mưa trong một giờ tại khu vực tự động của khách sạn Cố Lăng World Jay Hotel đã lên tới 113,2mm, 55,7mm, 59mm, 66,2mm, 76,6mm, 104,6mm. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo bão vào lúc 6 giờ 39 phút ngày 16 tháng 8. Bão Tali cách thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông khoảng 365 km về phía đông nam, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ mỗi giờ đi được khoảng 20 km, cường độ sẽ tăng dần và đổ bộ dọc bờ biển từ Dương Giang, Quảng Đông đến Văn Xương, Hải Nam vào đêm ngày 16 tháng 8. Bão mạnh cấp 12, cấp 14. Tâm bão cách Phúc Châu 890 km, sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 11, tốc độ di chuyển 20 km/h. Thâm Quyến đã được nâng lên cảnh báo bão lên mức khẩn cấp và toàn thành phố đã sẵn sàng tạm dừng công việc và các lớp học. Đài quan sát khí tượng Thâm Quyến đã nâng cấp tín hiệu cảnh báo bão màu trắng của thành phố thành màu xanh lam vào lúc 6 giờ ngày 16 tháng 8. Do ảnh hưởng của cơn bão Tali, dự kiến đêm ngày 16 rạng sáng ngày 17, Thâm Quyến sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thời kỳ có gió và mưa, có nơi mưa to đến rất to và mưa to cục bộ, gió giật mạnh, đạt cấp 6 đến cấp 8 trên đất liền, cấp 8 đến cấp 10 ở vùng ven biển, vùng núi cao và vùng biển. Đài quan sát khí tượng Thâm Quyến lại thông báo vào lúc 23 giờ ngày 16 rằng thành phố đã bước vào trạng thái phòng chống bão, các trường tiểu học, trung học, trường mẫu giáo và nhà trẻ chuẩn bị tạm dừng các lớp học. Thưa quý vị, bão qua đi, Trung Quốc lại phải chật vật đối phó với đợt mưa lũ trăm năm có một mà có thể sẽ tạo ra một sự bình thường mới ở nước này. Bên cạnh các nỗ lực cứu trợ thiên tai, ngay lập tức, Trung Quốc sẽ phải đẩy mạnh phát triển hạ tầng và xây dựng các năng lực mới vì biến đổi khí hậu có nguy cơ làm tăng tần suất và quy mô những trận lụt như hiện nay. Theo hãng tin CNA, mưa lớn triền miên đã dẫn đến tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều vùng thuộc miền Nam và Tây Trung Quốc, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm triệu người. Trang CNA dẫn lời các nhà chức trách cho biết, mực nước ở hơn 300 con sông dâng lên các mức nguy hiểm kể từ đầu tháng 7 với hơn 40 con sông dâng cao chưa từng có. Tính đến nay, gần 38 triệu người ở 27 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, với 150 người chết và mất tích. Con số này chắc chắn còn tăng cao. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc xác nhận hôm 16 tháng 8 rằng, khoảng 1,54 triệu người đã phải di rời, 18.000 ngôi nhà bị sập với thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 6,81 tỷ đô la Mỹ. Chỉ 3 ngày sau đó, 2,0 triệu người phải sơ tán, 106 triệu người cần hỗ trợ khẩn và 188.000 hecta cây trồng bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng gần 30% lên 9,4 tỷ đô la Mỹ. Hoàng Hà là con sông dài thứ hai ở Trung Quốc sau Dương Tử. Mưa lũ thường xuyên xảy ra và nghiêm trọng đến mức mọi người gọi đó là nỗi đau của Trung Quốc. Trong số 10 trận lụt thảm khốc nhất thế giới 100 năm qua thì có tới 7 trận ở Trung Quốc, 5 trận ở Dương Tử và 2 trận ở Hoàng Hà. Thực tế, trận lụt nghiêm trọng nhất thế giới đã xảy ra ở các sông Dương Tử và Hoài Hà năm 1931. Sau 2 năm hạn hán, mưa cực lớn ở lòng trào Dương Tử, đông người sinh sống đã góp phần gây nên thảm họa này. Hơn 2 triệu người đã mất mạng trong trận lũ này, kéo theo dịch bệnh và tình trạng suy dinh dưỡng. Ước tính 40% dân số bị ảnh hưởng rời khỏi nhà cửa. Trong những năm 1995-2015, khoảng 3.000 thảm họa lũ lụt xảy ra trên thế giới, ảnh hưởng tới 2,3 tỷ người. Kể từ năm 1980, lũ lụt đã gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đô la cho kinh tế toàn cầu. Với tình trạng biến đổi khí hậu làm nảy sinh nhiều loại hình thời tiết bất thường, những nước như Trung Quốc sẽ cần phải hành động nhiều hơn nữa để đối phó với thiên tai, theo CNA. Tác động của đợt lũ lụt mới nhất càng cho thấy những hậu quả thiên tai nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ trong tuần qua, 4 thành phố gồm Hàm Ninh, Kinh Châu ở Hồ Bắc, Nam Xương và Thượng Nhiêu ở Giang Tây đều ban hành báo động khẩn cấp mức cao nhất. Riêng ở Giang Tây, 5,5 triệu người bị ảnh hưởng và gần 500.000 người phải sơ tán kể từ ngày 13 tháng 8.
Tuy nhiên, thời kỳ lũ lụt nguy hiểm nhất có thể vẫn còn ở phía trước. Kinh nghiệm đã qua cho thấy các trận lụt lớn và nghiêm trọng nhất thường vào cuối tháng 7 đến giữa tháng 8. Đợt lũ lụt mới nhất tàn khốc ngang ngửa trận lụt lịch sử ở vùng Trung và hạ nguồn sông Dương Tử năm 1998, kéo dài từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 9. Cơn thiên tai khi đó đã gây đảo lộn cuộc sống của 180 triệu người và làm 13 triệu ngôi nhà hư hại. Ở Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, mực nước tăng lên 22,6 m hôm 13 tháng 8, cao nhất trong lịch sử được ghi lại. Đập thủy điện Tam Hiệp đóng một vai trò quan trọng trong kiểm soát lũ lụt ở sông Dương Tử. Từ năm 2003 khi được hoàn thành đến năm 2019, công trình đã có hơn 90 lần tích trữ lượng nước lụt quá mức trong mùa mưa, rồi dần dần xả nước sau khi lũ qua đi. Trong đợt mưa lũ năm nay, Cơ quan Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc thống kê hơn 500 di tích văn hóa, gồm các cây cầu cổ, các công trình và tòa nhà lịch sử ở 11 tỉnh thành bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau, khiến năm nay trở thành năm tiếp theo tồi tệ nhất đối với các di tích. Trung Quốc hiện đang sử dụng nhiều công nghệ hiện đại như dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo vào dự báo thời tiết và kiểm soát lũ lụt, nên có thể đưa ra cảnh báo lũ lụt nhanh hơn, giúp người dân có thêm thời gian chuẩn bị và ứng phó thiên tai tốt hơn. Hồ chứa đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc đón trận lũ thứ hai trên dòng Trường Giang trong năm nay. Đây cũng là trận lũ lớn nhất từ đầu năm đến nay đổ về hồ thủy điện này. Theo Tân Hoa Xã, lượng nước đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 61.000 m khối trên giây vào 8 giờ ngày 16 tháng 8. Lượng nước được xả từ đập thủy điện đạt 33.000 m khối trên giây, hồ chứa giữ lại khoảng 45% lượng nước từ thượng nguồn sông Trường Giang đổ về. Theo tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, mực nước trong hồ chứa dâng lên 160,17 m, cao hơn giới hạn lũ trên 10 m. Có 11 trường hợp tử vong ở Trùng Khánh được thông báo vào sáng ngày 16 tháng 8. AP dẫn nguồn tin từ cơ quan phát thanh truyền hình khẩn cấp quốc gia của Trung Quốc. Trong đó, vùng núi của Trùng Khánh còn xảy ra 3 vụ lở đất khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Hơn 18.000 người đã được sơ tán và gần 1.000 ngôi nhà tại địa phương này chịu thiệt hại. Lúc 18 giờ ngày 16 tháng 8, chính quyền tỉnh An Huy đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp độ cao nhất vì tình hình lũ lụt vô cùng nghiêm trọng. Khúc sông Trường Giang chảy qua tỉnh An Huy và sông Hoài Hà đi qua Vương Gia Bá đều ghi nhận tốc độ nước dâng báo động. Tân Hoa Xã cho biết mưa lớn đã ảnh hưởng đến 11 thành phố và hơn 2,4 triệu người tại tỉnh An Huy. Trong chưa đầy 3 tuần, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã họp Trung ương đến 3 lần về ứng phó lũ lụt. Giới chức Trung Quốc hôm 16 tháng 8 cảnh báo lũ mạnh sắp diễn ra với các thành phố ở hạ lưu sông Trường Giang. Nước từ mưa lớn ở thượng nguồn tiếp tục đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp. Trong cuộc họp mới nhất, ông Tập kêu gọi giới Trung Quốc các cấp phải ưu tiên tính mạng và tài sản của người dân. Ông đề nghị các địa phương và đảng viên quyết liệt hơn trong kiểm soát lũ và cứu trợ thiên tai. Trận lũ thứ hai trong năm trên sông Dương Tử khiến mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp tăng lên mức 164,18 m. Đây là mức cao kỷ lục kể từ khi con đập lớn thế giới được xây dựng. Mực nước cao nhất trước đó được ghi nhận là 163,11 m. Vào 20 giờ tối ngày 16 tháng 8, lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đạt mức 46.000 m khối trên giây, giảm đi đáng kể so với mực 61.000 m khối trên giây ghi nhận 12 giờ trước đó. Tuy nhiên, đập Tam Hiệp đã phải mở 7 cửa xả nước nhằm giảm nhẹ tác động của lũ lụt. Theo tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành con đập tính tới 14 giờ chiều ngày 16 tháng 8, đập Tam Hiệp trữ được 14 tỷ mét nước trong mùa lũ chính năm nay. Đợt mưa lũ từ đầu tháng 7 đến nay gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nhiều địa phương của Trung Quốc, ảnh hưởng tới cuộc sống của 24 triệu người, làm 31 người chết và mất tích. Nếu tính từ đầu năm đến nay, mưa lũ ảnh hưởng tới đời sống của khoảng 40 triệu người dân Trung Quốc, hơn 141 người chết và mất tích, với thiệt hại kinh tế vượt qua con số 12 tỷ đô la Mỹ. Ước tính tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp. Ủy ban thủy lợi sông Dương Tử hôm 15 tháng 8 tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam về lũ lụt đối với nhiều khu vực ở trung và hạ lưu sông. Cùng ngày, chính quyền thành phố Phụ Dương tỉnh An Huy phải dùng thuốc nổ để phá hủy một con đập trên sông Trừ nhằm giảm áp lực từ mưa lũ. Gần đây, nhiều nơi ở Trung Quốc đại lục đã xảy ra mưa bão cực lớn và sấm sét vào ngày 16 tháng 8 và nhiều người đã được đánh thức. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão Tali, Thâm Quyến, Quảng Đông, học sinh sẽ phải nghỉ học và các nhà máy tạm dừng hoạt động. Có 1.797 tia sét ở Phúc Châu trong vòng vài giờ và Đài quan sát khí tượng Phúc Châu đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ và cảnh báo sét màu vàng. Theo tin tức từ phương tiện truyền thông đại lục vào ngày 16 tháng 8, đêm ngày 15 tháng 8 và sáng ngày 16 tháng 8 ở Phúc Châu có sấm sét và mưa lớn, nhiều người bị đánh thức vào sáng sớm. Từ 0 giờ đến sáng, 1.797 tia sét đã xảy ra ở Phúc Châu. Theo tin tức khí tượng Phúc Châu, do ảnh hưởng của hoàn lưu ngoại vi bão Tali,
Ở Phúc Châu có lượng mưa lớn ổn định và ít di chuyển, lượng mưa lớn vào giờ làm việc buổi sáng ngày 16 tháng 8. Đài quan sát khí tượng Phúc Châu đã khẩn trương đưa ra hai tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ liên tiếp, một vào lúc 5 giờ 31 phút ngày 16 tháng 8, một vào lúc 7 giờ 04 phút. Cảnh báo đỏ thứ hai cho biết trong 6 giờ qua, lượng mưa ở thị trấn Hoàn Tây, Tây An từ 40mm đến 298,1mm và lượng mưa lớn cục bộ vượt quá 40mm. Chú ý đề phòng các thiên tai thứ cấp như ngập úng đô thị và nông thôn. Sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Lượng mưa thực tế ở Phúc Châu cao hơn nhiều so với cảnh báo 40mm. Tính đến 7 giờ ngày 16 tháng 8, lượng mưa trong một giờ tại khu vực tự động của khách sạn Cố Lăng World Trade Hotel đã lên tới 113,2mm, 55,7mm, 59mm, 66,2mm, 76,6mm, 104,6mm. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo bão vào lúc 6 giờ 39 phút ngày 16 tháng 8. Bão Tali cách thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông khoảng 365 km về phía đông nam, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ mỗi giờ đi được khoảng 20 km, cường độ sẽ tăng dần và đổ bộ dọc bờ biển từ Dương Giang, Quảng Đông đến Văn Xương, Hải Nam vào đêm ngày 16 tháng 8, bão mạnh cấp 12, cấp 14. Tâm bão cách Phúc Châu 890 km, sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 11, tốc độ di chuyển 20 km/h. Thâm Quyến đã được nâng lên cảnh báo bão lên mức khẩn cấp và toàn thành phố đã sẵn sàng tạm dừng công việc và các lớp học. Đài quan sát khí tượng Thâm Quyến đã nâng cấp tín hiệu cảnh báo bão màu trắng của thành phố thành màu xanh lam vào lúc 6 giờ ngày 16 tháng 8. Do ảnh hưởng của cơn bão Tali, dự kiến đêm ngày 16 rạng sáng ngày 17, Thâm Quyến sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thời kỳ có gió và mưa, có nơi mưa to đến rất to và mưa to cục bộ, gió giật mạnh, đạt cấp 6 đến cấp 8 trên đất liền, cấp 8 đến cấp 10 ở vùng ven biển, vùng núi cao và vùng biển. Đài quan sát khí tượng Thâm Quyến lại thông báo vào lúc 23 giờ ngày 16 rằng thành phố đã bước vào trạng thái phòng chống bão. Các trường tiểu học, trung học, trường mẫu giáo và nhà trẻ chuẩn bị tạm dừng các lớp học. Thưa quý vị, bão qua đi, Trung Quốc lại phải chật vật đối phó với đợt mưa lũ trăm năm có một mà có thể sẽ tạo ra một sự bình thường mới ở nước này. Bên cạnh các nỗ lực cứu trợ thiên tai, ngay lập tức, Trung Quốc sẽ phải đẩy mạnh phát triển hạ tầng và xây dựng các năng lực mới vì biến đổi khí hậu có nguy cơ làm tăng tần suất và quy mô những trận lụt như hiện nay, theo hãng tin CNA. Mưa lớn triền miên đã dẫn đến tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều vùng thuộc miền Nam và Tây Trung Quốc, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm triệu người. Trang CNA dẫn lời các nhà chức trách cho biết, mực nước ở hơn 300 con sông dâng lên các mức nguy hiểm kể từ đầu tháng 7 với hơn 40 con sông dâng cao chưa từng có. Tính đến nay, gần 38 triệu người ở 27 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, với 150 người chết và mất tích. Con số này chắc chắn còn tăng cao. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc xác nhận hôm 16 tháng 8 rằng khoảng 1,54 triệu người đã phải di rời, 18.000 ngôi nhà bị sập với thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 6,81 tỷ đô la Mỹ. Chỉ 3 ngày sau đó, 2,0 triệu người phải sơ tán, 106 triệu người cần hỗ trợ khẩn và 188.000 hecta cây trồng bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng gần 30% lên 9,4 tỷ đô la Mỹ. Hoàng Hà là con sông dài thứ hai ở Trung Quốc sau Dương Tử. Mưa lũ thường xuyên xảy ra và nghiêm trọng đến mức mọi người gọi đó là nỗi đau của Trung Quốc. Trong số 10 trận lụt thảm khốc nhất thế giới 100 năm qua thì có tới 7 trận ở Trung Quốc, 5 trận ở Dương Tử và 2 trận ở Hoàng Hà. Thực tế, trận lụt nghiêm trọng nhất thế giới đã xảy ra ở các sông Dương Tử và Hoài Hà năm 1931. Sau 2 năm hạn hán, mưa cực lớn ở lòng trào Dương Tử, đông người sinh sống đã góp phần gây nên thảm họa này. Hơn 2 triệu người đã mất mạng trong trận lũ này, kéo theo dịch bệnh và tình trạng suy dinh dưỡng. Ước tính 40% dân số bị ảnh hưởng rời khỏi nhà cửa. Trong những năm 1995-2015, khoảng 3.000 thảm họa lũ lụt xảy ra trên thế giới, ảnh hưởng tới 2,3 tỷ người. Kể từ năm 1980, lũ lụt đã gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đô la cho kinh tế toàn cầu. Với tình trạng biến đổi khí hậu làm nảy sinh nhiều loại hình thời tiết bất thường, những nước như Trung Quốc sẽ cần phải hành động nhiều hơn nữa để đối phó với thiên tai, theo CNA. Tác động của đợt lũ lụt mới nhất càng cho thấy những hậu quả thiên tai nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ trong tuần qua, 4 thành phố gồm Hàm Ninh, Kinh Châu ở Hồ Bắc, Nam Xương và Thượng Nhiêu ở Giang Tây đều ban hành báo động khẩn cấp mức cao nhất. Riêng ở Giang Tây, 5,5 triệu người bị ảnh hưởng và gần 500.000 người phải sơ tán kể từ ngày 13 tháng 8. Tuy nhiên, thời kỳ lũ lụt nguy hiểm nhất có thể vẫn còn ở phía trước. Kinh nghiệm đã qua cho thấy các trận lụt lớn và nghiêm trọng nhất thường vào cuối tháng 7 đến giữa tháng 8.
đợt lũ lụt mới nhất tàn khốc ngang ngửa trận lụt lịch sử ở vùng Trung và hạ nguồn sông Dương Tử năm 1998, kéo dài từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 9. Cơn thiên tai khi đó đã gây đảo lộn cuộc sống của 180 triệu người và làm 13 triệu ngôi nhà hư hại. Ở Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, mực nước tăng lên 22,6 m hôm 13 tháng 8, cao nhất trong lịch sử được ghi lại. Đập thủy điện Tam Hiệp đóng một vai trò quan trọng trong kiểm soát lũ lụt ở sông Dương Tử. Từ năm 2003 khi được hoàn thành đến năm 2019, công trình đã có hơn 90 lần tích trữ lượng nước lụt quá mức trong mùa mưa, rồi dần dần xả nước sau khi lũ qua đi. Trong đợt mưa lũ năm nay, Cơ quan Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc thống kê hơn 500 di tích văn hóa, gồm các cây cầu cổ, các công trình và tòa nhà lịch sử ở 11 tỉnh thành bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau, khiến năm nay trở thành năm tiếp theo tồi tệ nhất đối với các di tích. Trung Quốc hiện đang sử dụng nhiều công nghệ hiện đại như dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo vào dự báo thời tiết và kiểm soát lũ lụt, nên có thể đưa ra cảnh báo lũ lụt nhanh hơn, giúp người dân có thêm thời gian chuẩn bị và ứng phó thiên tai tốt hơn. Hồ chứa đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc đón trận lũ thứ hai trên dòng Trường Giang trong năm nay. Đây cũng là trận lũ lớn nhất từ đầu năm đến nay đổ về hồ thủy điện này. Theo Tân Hoa Xã, lượng nước đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 61.000 mét khối trên giây vào 8 giờ ngày 16 tháng 8. Lượng nước được xả từ đập thủy điện đạt 33.000 mét khối trên giây. Hồ chứa giữ lại khoảng 45% lượng nước từ thượng nguồn sông Trường Giang đổ về. Theo tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, mực nước trong hồ chứa dâng lên 160,17m, cao hơn giới hạn lũ trên 10m. Có 11 trường hợp tử vong ở Trùng Khánh được thông báo vào sáng ngày 16 tháng 8. AP dẫn nguồn tin từ cơ quan phát thanh truyền hình khẩn cấp quốc gia của Trung Quốc. Trong đó, vùng núi của Trùng Khánh còn xảy ra 3 vụ lở đất khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Hơn 18.000 người đã được sơ tán và gần 1.000 ngôi nhà tại địa phương này chịu thiệt hại. Lúc 18 giờ ngày 16 tháng 8, chính quyền tỉnh An Huy đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp độ cao nhất vì tình hình lũ lụt vô cùng nghiêm trọng. Khúc sông Trường Giang chảy qua tỉnh An Huy và sông Hoài Hà đi qua Vương Gia Bá đều ghi nhận tốc độ nước dâng báo động. Tân Hoa Xã cho biết mưa lớn đã ảnh hưởng đến 11 thành phố và hơn 2,4 triệu người tại tỉnh An Huy. Trong chưa đầy 3 tuần, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã họp Trung ương đến 3 lần về ứng phó lũ lụt. Giới chức Trung Quốc hôm 16 tháng 8 cảnh báo lũ mạnh sắp diễn ra với các thành phố ở hạ lưu sông Trường Giang. Nước từ mưa lớn ở thượng nguồn tiếp tục đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp. Trong cuộc họp mới nhất, ông Tập kêu gọi giới Trung Quốc các cấp phải ưu tiên tính mạng và tài sản của người dân. Ông đề nghị các địa phương và đảng viên quyết liệt hơn trong kiểm soát lũ và cứu trợ thiên tai. Trận lũ thứ hai trong năm trên sông Dương Tử khiến mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp tăng lên mức 164,18m. Đây là mức cao kỷ lục kể từ khi con đập lớn thế giới được xây dựng. Mực nước cao nhất trước đó được ghi nhận là 163,11m. Vào 20 giờ tối ngày 16 tháng 8, lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đạt mức 46.000 mét khối trên giây, giảm đi đáng kể so với mực 61.000 mét khối trên giây ghi nhận 12 giờ trước đó. Tuy nhiên, đập Tam Hiệp đã phải mở 7 cửa xả nước nhằm giảm nhẹ tác động của lũ lụt. Theo Tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành con đập tính tới 14 giờ chiều ngày 16 tháng 8, đập Tam Hiệp trữ được 14 tỷ mét nước trong mùa lũ chính năm nay. Đợt mưa lũ từ đầu tháng 7 đến nay gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nhiều địa phương của Trung Quốc, ảnh hưởng tới cuộc sống của 24 triệu người, làm 31 người chết và mất tích. Nếu tính từ đầu năm đến nay, mưa lũ ảnh hưởng tới đời sống của khoảng 40 triệu người dân Trung Quốc, hơn 141 người chết và mất tích, với thiệt hại kinh tế vượt qua con số 12 tỷ đô la Mỹ. Ước tính tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ủy ban Thủy lợi sông Dương Tử hôm 15 tháng 8 tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam về lũ lụt đối với nhiều khu vực ở Trung và Hạ Lưu sông. Cùng ngày, chính quyền thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy phải dùng thuốc nổ để phá hủy một con đập trên sông Trừ nhằm giảm áp lực từ mưa lũ. Cơn bão nhiệt đới Mirin là cơn bão đổ bộ vào thành phố Vạn Ninh, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vào tối ngày 17 tháng 8 theo giờ địa phương, đe dọa làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt đang hoành hành tại nước này. Là cơn bão thứ hai đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay, Mirin với sức gió khoảng 100 km/h gây gió giật và mưa lớn ở tỉnh Hải Nam, bán đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông và khu tự trị Quảng Tây. Theo Tân Hoa Xã, tất cả tàu chở khách qua eo biển Kình Châu giữa Hải Nam và Quảng Đông tạm dừng hoạt động từ hôm 16 tháng 8. Trong lúc này, Trung Quốc vẫn đang vật lộn với tình trạng lũ lụt liên miên khắp miền Bắc và cả khu vực Bắc Kinh. Chỉ tính riêng tuần qua, mưa bão đã làm 164 người chết và 125 người mất tích. Tổng cộng, hơn 31 triệu người ở ít nhất 12 tỉnh bị ảnh hưởng. Mưa lũ năm nay có liên hệ với hiện tượng El Nino
và có thể là đợt mạnh nhất kể từ năm 1951. Trung tâm Khí hậu Trung Quốc cho biết từ đầu năm đến nay đã có 1.074 người thiệt mạng vì thiên tai, bao gồm mưa lũ, gió xoáy, lở đất. Theo Bộ Nội vụ Trung Quốc, hôm 16 tháng 8, tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai gần 7 tháng đầu năm lên đến 298 tỷ nhân dân tệ, khoảng 44,63 tỷ đô la Mỹ. An Huy, Phúc Kiến, Quý Châu, Hà Bắc, Hồ Bắc, Giang Tô và Giang Tây là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong đó, tình hình tại Hà Bắc đặc biệt nghiêm trọng sau thảm họa lũ chớp nhoáng, làm chết ít nhất 34 người và 13 người mất tích tại thị trấn Hình Đài, chiếm gần 1/3 trong tổng số 130 người chết và 110 người mất tích ở tỉnh này tuần qua. Sự phẫn nộ bao trùm Hình Đài khi người dân cáo buộc các quan chức không cảnh báo về cơn đại hồng thủy. Anh Cao Long Đào, một sinh viên sống tại Hình Đài cho biết, kể cả ngày 16 tháng 8, mưa rất to nhưng không có cảnh báo gì bất thường. Khi chỉ qua nửa đêm một chút, tiếng loa đột ngột vang lên, báo động lũ trên sông Kili gần đó đã tràn bờ. Chưa kịp làm gì, dòng nước đã sộc vào nhà tôi. Người lớn còn chẳng kịp cứu mình nữa là cứu bọn trẻ, anh Cao kể. Cao may mắn bám được vào cành cây và khi sáng hẳn, anh phát hiện em trai cùng cha mẹ cũng kịp leo lên mái nhà. Nhưng hàng chục dân làng của Cao cũng không kịp thoát thân. Trong cuộc họp báo hôm qua, thị trưởng Hình Đài xin lỗi người dân nhưng không xoa dịu được sự giận dữ. Nhất là khi trước đó, hình ảnh những đứa trẻ chết đuối được kéo ra từ bùn đất lan truyền trên mạng. Người dân nghi ngờ chính quyền Hà Bắc xả nước từ hồ chứa chứ không phải vỡ đê sông Kili như thông báo. Theo báo chí địa phương, hầu hết nạn nhân thiệt mạng là các em bé dưới 10 tuổi hoặc người lớn tuổi. Để xoa dịu dư luận, chính quyền tỉnh Hà Bắc đã đình chỉ công tác 5 quan chức vì tắc trách trong phòng chống lũ lụt và cứu hộ. Chính quyền Trung Quốc hôm 15 tháng 8 cũng phân bổ ngân sách trị giá 250 triệu nhân dân tệ, khoảng 37,4 triệu đô la Mỹ cho hoạt động cứu trợ tại Hà Bắc. Tổng thể, hơn 1,67 tỷ nhân dân tệ đã được chi ra để cứu trợ người dân các vùng lụt trên cả nước, theo Bộ Nội vụ Trung Quốc. Thưa quý vị, những cơn mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước sông ở miền Nam Trung Quốc liên tục dâng cao và gây ra tình trạng lũ lụt tại nhiều khu vực miền núi. Theo Ủy ban Giảm trừ thiên tai quốc gia Trung Quốc, một số lượng lớn nhà cửa của dân cư trong vùng bị sụp đổ và các trang trại hầu hết bị ngập trong dòng nước lũ. Ở tỉnh Quảng Đông, số trường hợp thiệt mạng được ghi nhận tính đến thời điểm này là 17 người, trong khi 3 người vẫn mất tích. Mưa bão cũng gây ảnh hưởng nặng tới các tỉnh Hồ Nam, Quý Châu, Giang Tây và 5 tỉnh phía Nam. Một báo cáo chính thức cho biết 7 người bị thiệt mạng tại tỉnh Hồ Nam và 3 người mất tích, còn ở Quý Châu ghi nhận 3 trường hợp tử vong. Số nạn nhân chết và mất tích còn lại rải rác ở một số tỉnh khác. Hãng Tân Hoa Xã đưa tin do mưa lớn kéo dài nên cuộc sống của 5,5 triệu người dân bị ảnh hưởng. Chính quyền buộc phải sơ tán 447.000 người đến khu vực an toàn. Có 25.000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, khoảng 264.800 ha hoa màu bị phá hủy trong lũ, gây thiệt hại về kinh tế lên đến 7,35 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,18 tỷ đô la Mỹ. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc thông báo tình trạng mưa kéo dài sẽ còn tiếp tục trong những ngày sắp tới, nhưng phạm vi sẽ bị thu hẹp và lượng mưa giảm dần. Thưa quý vị, tình hình lũ lụt tệ hại tại Trung Quốc có thể thêm trầm trọng nếu siêu bão đổ bộ. Lũ lụt nghiêm trọng tại miền Trung và Nam Trung Quốc tính đến ngày 15 tháng 8 đã khiến ít nhất 128 người thiệt mạng và 42 người mất tích, làm hư hại 1,9 triệu hectare đất trồng trọt, hơn 40.000 tòa nhà sụp đổ và gây thiệt hại hơn 5,7 tỷ đô la Mỹ. Theo Tân Hoa Xã, thiên tai cũng khiến hơn 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa tại ít nhất 11 tỉnh thành. 3 tỉnh bị tàn phá nặng nhất là Hồ Bắc, An Huy và Quý Châu. Riêng Hồ Bắc có hơn 47 người thiệt mạng, 10 người mất tích và khoảng 50.000 ngôi nhà hư hại. Mưa dai dẳng cả tuần đã ảnh hưởng cuộc sống của 11 triệu dân ở 17 thành phố và 80 huyện trên toàn tỉnh này. Chính quyền đã sơ tán 450.000 người và hỗ trợ 310.000 người bị ảnh hưởng. Mạng lưới giao thông ở trung tâm thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc tê liệt do nước lũ. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy đường phố và tàu điện ở trung tâm Vũ Hán ngập trong biển nước, buộc nhiều người phải lội bộ đến chỗ làm việc. Bị kẹt trong khách sạn vì lũ lụt, ông Chu Ba, nhà sáng lập công ty Gwangju Innovative Education, than phiền: "Tôi không biết phải rời Vũ Hán về Quảng Đông bằng cách nào, thời tiết thì khắc nghiệt, còn các chuyến bay liên tục hoãn." Không chỉ tàn phá mùa màng, lũ lụt còn làm chết hàng loạt gia súc. Ở tỉnh An Huy, khoảng 7.100 con heo, 215 con bò và 5,14 triệu con gia cầm chết trong biển nước. Còn lại tỉnh Hồ Nam, mưa lớn và lũ lụt buộc 100 đoàn tàu lửa dừng hoạt động hoặc chuyển hướng từ đêm ngày 13 tháng 8. Hôm 14 tháng 8, khoảng 3 tấn xăng và dầu diesel của một trạm xăng tại thị trấn Ích Dương thuộc tỉnh Hồ Nam tràn ra ngoài và theo nước lũ chảy ra sông.
Thủ tướng Lý Khắc Cường hôm 15 tháng 8 đã đến các tỉnh An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc để gặp gỡ người dân, chỉ đạo chính quyền địa phương bảo vệ cư dân và sinh kế của họ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng ra lệnh quân đội và cảnh sát tăng cường khắc phục hậu quả thiên tai. Thiệt hại từ lũ lụt nhiều khả năng tăng thêm bởi mực nước tại 43 con sông ở Trung và Lưu sông Dương Tử đều vượt mức cảnh báo nguy hiểm. Chính quyền các địa phương đã điều động lực lượng giám sát khu vực này, tránh tình trạng vỡ đê giữa lúc có dự báo mưa lớn sẽ kéo dài trong những ngày tới. Tình hình có thể thêm tồi tệ một khi siêu bão Nepatak dự kiến đổ bộ Trung Quốc sau vài ngày nữa. Theo đài quan sát Hồng Kông, bão Talim dự kiến có sức gió lên đến 145 km/h khi đổ bộ đại lục. Trước khi đe dọa Trung Quốc, bão số 4 có thể đổ bộ Đài Loan vào tối ngày 17 tháng 8 theo giờ địa phương. Chỉ trong vòng 48 giờ, Talim từ một cơn bão nhiệt đới với sức gió 110 km/h đã nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão với sức gió lên đến 240 km/h và có thể còn tăng lên. Theo Trung tâm Cảnh báo bão kết hợp GTWC, lượng mưa nhiều khả năng vượt quá 100mm trên khắp Đài Loan sau khi bão đổ bộ, tạo nên những con sóng cao tới 13m ngoài biển. Cơ quan Quốc phòng Đài Loan ngày 16 tháng 8 cho biết hơn 35.000 quân nhân đang trong tư thế sẵn sàng cho hoạt động cứu hộ. Theo đài CNN, siêu bão dự kiến đổ vào bờ biển phía đông Đài Loan với sức gió có thể lên đến 253 km/h. Khu vực này không có nhiều dân cư sinh sống, nhưng địa hình gồ ghề của hòn đảo làm tăng nguy cơ lũ lụt và lở đất khi xảy ra bão. Một quản lý trang trại heo ở huyện Thư Thành, tỉnh An Huy, miền Trung Trung Quốc bất lực đứng nhìn 6.000 con heo bị nước lũ nhấn chìm. Trong một số bức ảnh do tờ Daily Mail Anh đăng tải, quản lý trang trại nói trên, Lý Tiểu Ba ôm những con vật khi chúng bị ngập quá bụng trong dòng nước lũ. Ông Lý sau đó phải để khoảng 6.000 con heo ở lại vì không thể giải cứu. Mưa lớn quét qua huyện Thư Thành hồi cuối tuần trước, ngăn cản nỗ lực cứu hộ tại các khu vực xung quanh. Theo tờ China Daily, đội cứu hộ, công nhân công ty nông nghiệp Sisang Group và tình nguyện viên tìm cách kéo những con heo ra khỏi vùng nguy hiểm. Chúng bị mắc kẹt khoảng 20 giờ trước khi được nhóm cứu hộ phát hiện. Ông Lý đã kêu gọi người dân trong vùng cứu trang trại heo của mình sau khi nhiều con bị chết đuối. Tuy nhiên, do nước lũ tiếp tục dâng cao nên mọi nỗ lực cứu hộ đều thất bại hoặc bị cản trở. Người đàn ông đang lên kế hoạch bán số heo cho các công ty nông nghiệp địa phương trước khi quá muộn. Hình ảnh viên quản lý trang trại chia tay đàn heo đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hàng ngàn người kêu gọi chính quyền giải cứu những con vật tội nghiệp. Lũ lụt dọc theo sông Dương Tử đã phá hủy nhiều làng mạc, buộc hàng triệu người di rời và gây thiệt hại kinh tế ít nhất 20 tỷ nhân dân tệ. Hơn 180 người được báo cáo đã thiệt mạng. Mùa mưa ở Trung Quốc thường kéo dài khoảng 2 tháng, từ đầu tháng 6 đến tháng 8. Thưa quý vị, bão Talim lần thứ hai đổ bộ vào Trung Quốc đại lục khiến hàng trăm người phải sơ tán khẩn cấp. Tân Hoa Xã cho biết bão Talim đổ bộ lần thứ hai vào lúc 5 giờ 45 phút ngày 18 tháng 8 tại thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây và đến thành phố Tân Châu, tỉnh Cam Túc vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày. Tốc độ gió tối đa ở vùng gần tâm bão lên tới 90 km/h và dự kiến di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Dự báo tại Khâm Châu, Phong Thành Cảng và Sùng Tả thuộc tỉnh Quảng Tây có sức gió lên tới gần 119 km/h. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết do ảnh hưởng bởi bão Talim, gần 230.000 người ở Quảng Đông phải sơ tán tới nơi an toàn. Tính đến 17 giờ chiều ngày 17 tháng 8 trước khi bão đổ bộ, chính quyền địa phương đã ra lệnh đóng cửa 68 điểm du lịch ven biển, yêu cầu 2.702 tàu cá phải vào bờ. Nhà chức trách Trung Quốc đã nâng cảnh báo bão lên cấp cao nhất, tức cảnh báo đỏ, nhằm ứng phó với bão Talim. Dự báo từ nay tới 8 giờ sáng ngày 19 tháng 8, theo giờ địa phương, bão Talim sẽ tấn công khu vực phía nam Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam. Chính quyền địa phương đã được khuyến cáo chuẩn bị sẵn sàng đối phó mưa bão và kiểm tra hệ thống thoát nước ở các thành phố, đất canh tác và ao cá. Cơ quan quản lý giao thông vận tải cho biết họ đã triển khai lực lượng cứu hộ để đối phó với cơn bão. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết 57 tàu cứu hộ các loại, 5 trực thăng và 8 đội cứu hộ khẩn cấp